chẳng hạn như là cúng dường mà tu như nào, cúng dường 10 tỷ rồi của nhiều sư khác con không có nói tên, nhưng mà chắc sư cũng đã biết. Nói chung là nó đang loạn á, thì cái sự xuất hiện của Minh Tuệ, sư Minh Tuệ như vậy có làm thanh lọc được những cái vị sư khác như vậy không ạ? A Di Đà Phật nói gọn và cụ thể là có. Dạ kính bạch thầy, con có một số câu hỏi con muốn hỏi qua thầy để chia sẻ về sư Minh Tuệ đang đi hành khất từ từ Bắc về Nam, thì cũng có một số câu hỏi dành cho thầy như sau. Dạ thưa thầy, hiện tại thì có rất là nhiều người đang ca ngợi sư Minh Tuệ như vậy, liệu thưa thầy, thầy thấy cái việc ca ngợi như vậy nó có đúng hay là sai? Thầy có thể chia sẻ cho chúng con được biết. Nam mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của quý vị thì riêng bản thân thầy cảm thấy như thế này. Trên một cái cuộc sống của chúng ta trên xã hội thì luôn nêu được cái quan điểm là gương người tốt việc tốt. Như vậy đứng về ở cái mặt nào của sư Minh Tuệ mà chúng ta thấy là nó hợp đúng với cuộc sống, đúng với xã hội mà thấy không ảnh hưởng cho ai, cũng không ảnh hưởng cho bản thân, không ảnh hưởng cho nhiều người, thì đó là những điều mà mình thấy gọi là tốt. Thế thì cái tốt mà gọi là ca ngợi thầy Minh Tuệ là tốt ở mặt nào, đó mới là quan trọng nha. Tốt về công dân hay tốt về đường tu hay tốt về với một vai trò làm lợi lộc cho xã hội đó, nó nhiều cái tốt như vậy. Dạ, bên cạnh đó thì cũng có một số cái người như này, người ta đang phản biện và phản bác cái việc chính là sư Minh Tuệ đang đi như vậy là đang gây náo loạn trật tự xã hội, và cái sự phản bác cũng khá là nhiều người con biết trên mạng xã hội là đang phản bác thì cái việc chính là sư Minh Tuệ đang đi như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều nhiều thứ, thì thầy nghĩ như thế nào về cái việc ảnh hưởng đó cho của đối với xã hội? Qua cái câu hỏi đó mà gọi là sư Minh Tuệ đi như vậy có ảnh hưởng gì mặt xã hội và có làm cho xã hội nó thế nọ thế kia không đó, thì theo như cảm nhận của thầy như thế này. Thứ nhất, sư Minh Tuệ đi như vậy đó, ở đây cho thầy gọi dùng cái từ là thầy Minh Tuệ, sư Minh Tuệ ha, vì sư là một nhà sư người tu, thì trên cái hình ảnh giống như người sư người tu thì thầy kêu gọi như vậy. Nếu ngài đi mà ngài không có cổ động, không có cổ xí, không có loan truyền, không kêu gọi thì cái đó nó không phải mang ảnh hưởng về cái việc của thầy Minh Tuệ. Nhưng trong cuộc sống xã hội chúng ta đó thì có những người hiếu kỳ, những người coi như là thấy những gì mà lạ lạ thì hay là chạy đến để xem, thì đó là tùy cái vị trí của người đó và cái ý thức của người đó. Tuy nhiên trong cuộc sống chúng ta là một công dân đó thì nên làm những cái gì chúng ta cũng phải tôn trọng pháp luật, thì đó là quan điểm của thầy nghĩ như vậy. Dạ cảm ơn thầy, con có một câu hỏi tiếp theo đó chính là bây giờ giữa cái nơi mà người tu hành mà đông như vậy á, mà sư Minh Tuệ đang tu tập như vậy á, thì nó cũng có hai luồng xã hội rất là lớn, là sư Minh Tuệ đang tu tập như thế là có đúng theo cái giáo pháp của Đức Phật hay không, mà một số người thì nói là đó là không có đúng, đang tu theo cái khẩu hạnh vậy ép sát quá, còn một số người thì nói là thầy đang tu đúng, con cũng phân vân cái điều đó nên nhờ thầy giải đáp. Trên cái câu hỏi đó thì có hai cái ý mà ta nói mang một cái tính khách quan và chủ quan. Vì cái giáo lý của đạo Phật á, của Đức Phật truyền ra đó, để cho tất cả chúng sanh, tất cả muôn loài, tất cả mọi người tùy theo cái mức độ nhận thức và hiểu biết của mọi người mà áp dụng và hành trì. Nếu như thầy Minh Tuệ, sư Minh Tuệ mà cảm nhận rằng cái đường hướng đó ngày hành như vậy thì ngày thấy an lạc và hạnh phúc và không ảnh hưởng cho mặt xã hội, không ảnh hưởng tác hại cho số đông của mọi người, thì điều đó là điều mà phù hợp với thầy Minh Tuệ. Riêng về một mặt mặt mà để mang cái tính chất của cộng đồng đó thì chúng ta nhìn rằng cái việc của thầy Minh Tuệ tu có phải có lời Đức Phật dạy không, thì trên đây có hai vấn đề chúng ta nhận định. Nhận định thứ nhất về các cái bậc tiền bối, các cái vị tổ sư tu hành nhìn nhận đó là lời của Phật chỉ dạy thì đó là đúng, là phù hợp vì ngài tu theo Phật.
Về một mặt thứ hai nữa đó, mà để kiểm chứng đó, thì thưa thầy, kể cả thầy, thầy đang tu nha, nên thầy nói dùng cái chữ thầy, quý vị quan nghĩ cũng không dám khẳng định, vì mình chưa chứng đắc, mình chưa hiểu được, mình cũng chỉ là người học theo Phật thôi, nên không dám kiểm nghiệm rằng cái đó trúng hay sai hay trật. Chỉ có Phật mới là người kiểm chứng cái đó mà thôi, vì Phật là bản quyền, Phật là nói ra cái ý đó, và Phật là người chứng đắc thì mới cảm nhận được cái việc đó. Nhưng riêng trên mặt tướng mà chúng ta phải nhìn nhận chung là các tổ thầy, các bậc tổ sư tu hành đã hành trì, và nhìn nhận qua cái việc của thầy Minh Tệ, sư Minh Tệ đang hành đó là không ngoài lời Phật dạy, thì ta gọi đó là đúng. Dạ, con có một câu hỏi tiếp theo để dành cho thầy. Thì mấy câu hỏi này thì cũng là Phật tử muốn hỏi, thì con thay mặt Phật tử là để hỏi thầy. Dạ thưa thầy, là hiện tại giờ đang có rất là nhiều vị người trẻ, có nghĩa là cư sĩ mà đang đi theo cái tăng đoàn của, gọi sư đó cũng gọi là, nó là tăng đoàn, nhưng mà con thì con không công nhận tăng đoàn, nhưng mà sư đó có rất là nhiều người và cũng đang học theo cái hạnh của sư Minh Tuệ, bằng cách là cứ không biết có người có pháp hay không, nhưng cái bước ra vào và cái cạo đầu xuống tóc đi theo như vậy, thì nhiều người mà không có học pháp như vậy mà theo sư Minh Tuệ thì có được lợi ích gì không, hay là chỉ làm gây lên cho cái nhà cơ sư Minh Tuệ thêm rối loạn thêm nữa? Thầy có thể trả lời cho cái câu hỏi đó. Xin thưa như thế này, về lịch sử đó, thì Đức Phật ngày xưa đó, khi ngài gặp ai mà có đủ duyên khi sinh Phật theo để học Phật, thì Phật nói là thiện lai tỳ khưu, là tự nhiên tóc tay rụng và trở thành tăng đoàn và thành đệ tử của Đức Phật. Tuy nhiên, nhưng đó là Đức Phật chứng đắc cơ, chúng ta phải nhìn thấy như vậy, đó là một bậc đạo sư chứng đắc. Còn đối với thượng thời sư Minh Tuệ của chúng ta hôm nay, thì theo như được biết là không biết là thầy sư có nhận cái người đó đệ tử không, có cạo tóc cho người đó không, và có nhập người đó vào trong cái tổ chức gọi là tăng đoàn của mình không. Nếu có thì là một phía khác, nên chúng ta nói khách quan ở cái chỗ là nếu có là một phía khác, còn nếu không có thì đó là tự ý của họ và tự làm theo cái quan điểm mà thích là làm, chứ không có cái sự hướng dẫn, thì không có người thọ ký, không có người coi như nộp thọ, có nghĩa là nộp người đệ tử đó, thọ nhận người đệ tử đó. Nhưng riêng hiện hữu bây giờ nè, trong cuộc sống nè, thật ra thì đi tu là phải có sự thực tập. Như ngày xưa thầy tôi xin đi xuất gia đó là 6 năm, 3 năm công quả ròng rã ở nơi nhà chùa, tương dưa cho quen, rồi công phu bấy sớm. Sau đó tổ thầy thấy được, thì 3 năm sau rồi đó thì mới phủi tấp gọi là thế pháp. Và thế pháp xong rồi đó thì 3 năm phải học thuộc luật kinh và các đường công phu của nhà chùa, lúc bây giờ mới cho đi thọ thụ giới. Vậy thì nếu như những người mà tự thế như vậy, rồi tự cạo và tự xuống tóc rồi cự đi như vậy đó, thì có một điều là ảnh hưởng và làm cản trở về cái sự tu hành của thầy, của sư Minh Tuệ, chắc chắn là có ảnh hưởng. Vì sao? Tôi căn cứ trên điều của sư Minh Tuệ nói nha các vị, là sư Minh Tuệ nói là con là người đang thực hành và tập hành lời của Phật dạy, chứ con không phải là nhà truyền đạo, thuyết đạo hay là giảng đạo, thì không có thâu nạp môn đồ đệ tử vân vân, và cũng không có thị giả gì hết. Thế thì những vị kia đi như vậy mà sư Minh Tuệ nói mình là người đang thực hành thực tập thôi, thì trên con đường thực tập của ngài như vậy mà những vị này đó thì chưa kinh qua. Bằng chứng là sư Minh Tuệ đã kinh qua được 6 năm khổ hạnh và thực tập trên cái con đường của lời Phật dạy. Còn quý vị này là thấy như vậy, làm như vậy thì chắc chắn có điều trở ngại cho sư Minh Tuệ. Dạ con cảm ơn thầy. Thì cho con hỏi thêm một câu hỏi về bên ngoài, đó chính là hiện tại bây giờ gần đây mấy ngày vừa qua thì có một cái nhóm tự xưng tên là Đạo Nhân Quả,
như trên video clip mà tất cả mọi người đều có thể xem, một cái nhóm áo vàng với hình tướng của nhà tu đến để cạo tóc và làm những cái điều trước mặt ngay chỗ gần chỗ sư Minh Tuệ đang đang thực hành mà đang bộ hành để khất thực. Họ cố ý như là muốn làm như vậy để truyền bá, nhưng mà cái nhóm này thì chưa có điều tra được là đang ở đâu và làm gì, nhưng mà trên mạng thì có một cái trang web là Đạo Nhân Quả, nhưng mà lên thấy thì nó cũng không có đúng với pháp Phật lắm. Thầy có cái ý kiến nào để chia sẻ cho mọi người biết để có thể về cái việc này? Theo qua cái sự mà các cái vị đó thì không thể gọi đó là sư. Tôi phải khẳng định như vậy. Vì tại sao tôi mà mang tính chất là tôi online đó, tôi online gì đó và tự mình soạn ra kinh sách rồi tự mình soạn ra đường lối, thì xin thưa các vị đó đã chứng đắc chưa, đã ngộ được những gì trong cái sự mình hành chưa? Tôi thấy tự nhiên thì tôi cũng có xem qua những cái clip, thấy các vị đó cái cạo đầu luôn chỗ đó, rồi mặc y dàng rồi luôn chỗ đó luôn. Như vậy cái sự thực hành, thực tập và hành trì của mình đã có chưa? Chắc chắn là chưa. Thế thì tại sao lại nói mình là tăng đoàn gì đó, rồi một cái đạo nhân quả gì đó, đứng về mặt xã hội thì giáo hội cũng như xã hội cũng như toàn thể mọi cộng đồng dân chúng chưa có thể chấp nhận được. Đó là đạo về nhân quả đó. Thứ hai, về bản thân của họ, họ cũng chưa kiểm nghiệm được, họ chưa trách nghiệm được là sự hành trì của mình này có được hay không. Vì cái đường hướng nó mang tính cách là không cụ thể của Đức Thế Tôn dạy, thì đương nhiên đây là điều sai. Nếu không phải lời Phật dạy thì đó là sai. Dạ, con cảm ơn Thầy. Thì cho con hỏi thêm một câu hỏi, đó là về sư Minh Tuệ, đó là sự xuất hiện của sư Minh Tuệ có làm đạo Phật thanh lọc được những nhà sư đang thực tu giả hoặc là thanh lọc, và hiện tại đang có hai cái nguồn trái chiều, người ta nói rằng sự xuất hiện của sư Minh Tuệ khi tu tập như vậy á, nó làm cho những cái chư tăng mà có chùa sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tại vì vừa qua là trên mạng xã hội rất có nhiều những cái câu nói chẳng hạn như là cúng dường mà tu như nào, cúng dường 10 tỷ của nhiều sư khác, con không có nói tên nhưng mà chắc sư cũng đã biết. Nói chung là nó đang loạn á, thì cái sự xuất hiện của Minh Tuệ, sư Minh Tuệ như vậy có làm thanh lọc được những cái vị sư khác như vậy không ạ? A Di Đà Phật, nói gọn và cụ thể là có. Vì sao tôi nhận định có? Bản chất tôi cũng là trụ trì đây và tôi cũng đang ở chùa đây. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng cái lời của Đức Phật dạy, chân lý của Đức Phật thì chân lý vẫn là chân lý, không có cái gì là sai, không có gì là lỗi thời. Nhưng mà trong cái qua cái quan điểm mà sư Minh Tuệ xuất hiện thì cũng không ngoài cái lời của Phật dạy, thì đối với những vị trụ trì như chúng tôi hay là người tu như chúng tôi đều hòa trong cái giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, không có gì chống bán. Tuy nhiên trong cái sở hành đó mà, thì có lắm lúc những vị hành như thế này, những vị hành như thế kia và chưa có cái sự định của mình sâu, thì trong lúc đó có thể lời nói của chúng ta vẫn còn bị sơ xuất, không phù hợp với lời của Phật dạy. Dù người đó nói ra cũng mong muốn là cho cái điều tốt đẹp, nhưng qua cái trách nhiệm và sự hành tu của mình chưa sâu sắc lắm, nên khiến lời nói chúng ta nó chưa được chuẩn, làm cho cộng đồng có thể là buồn phiền. Thì điều sư Minh Tuệ biểu hiện cũng là để nhắc nhở cho mình thôi, nên không có gì trở ngại. Tuy nhiên ở đây ta phải thừa nhận có một vấn đề như thế này, là một tu sĩ sống trong một đất nước được độc lập, được tự do, được thoải mái tu hành, thì chúng ta quay lại vấn đề ngày xưa Sĩ Đạt Đa ngày đi xuất gia đi tu cũng đều tuân thủ cái giáo pháp hay hiến pháp của một đất nước đó. Cụ thể ngài còn hứa với vua cha cơ mà, là làm những gì đối với đất nước đó hay là một cái xã hội thời đó muốn xin chặt một cái cây để làm cái thấp cũng đều phải xin. Như vậy hôm nay tất cả những cái vị chúng ta phải thấy rằng có nhiều vị nói nó quá đà, nó đi ngoài cái vị trí của mình tu hành mà nó ảnh hưởng cho vấn đề của xã hội. Chẳng hạn như tôi nghe cái một cái clip mà vị nào đó thí dụ nói rằng Lý Thường Kiệt
mà đánh quân xâm lược Việt Nam thì là hỗn, như thế thì mình là người tu hành, mình không có nên đó, trở thành dám đi nói những bậc tiền nhân đó, rồi mình lại nói là hỗn và đánh như vậy, thì một bậc tiền nhân dày công bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân sao cho hôm nay mình được chủ quyền độc lập với tu hành, mà mình lại nói là gì, là Lý Thường Kiệt hỗn là không nên. Đó là một ý tôi thấy là xúc phạm đến tiền nhân. Việc thứ hai là một nền kinh tế của một đất nước đang phát triển để dân chúng ngài coi như được sự ấm no và phồn vinh trong hạnh phúc của cuộc sống của xã hội, thì lại nói là thí dụ như là nền cà phê chúng ta đứng cũng bậc 3, bậc 4 gì đó, thì nói là trồng cà phê cho người ta uống là sẽ mất ngủ, là sẽ bệnh hoạn nào đó, là khiến thiên hạ nghe như vậy là chặt không trồng cà phê nữa, thì đây là một cái ảnh hưởng về mặt kinh tế của xã hội đang phát triển. Thứ ba là thí dụ như mua nhà chung cư là coi như là cũng bị tổn phước vân vân. Thật ra sự chung cư hay cái việc làm đó cũng là một cái việc phát triển chung của toàn xã hội để phát triển, xóa đi những nhà tranh ổ chuột vân vân. Thì lại ta nói như vậy thì nó cũng là ảnh hưởng về mặt kinh tế của một xã hội văn hóa đang phát triển. Đó thì cái điều tu mà chúng ta nói như vậy thì nó quá cái đà. Nhiệm vụ của chúng ta tu là chuyên đem cái tinh hoa, cái đạo đức, cái lòng yêu thương, cái đoàn kết để nó gần với nhau hơn, để làm cho cuộc sống này nó có một cái sự hương phấn, là biết yêu thương nhau và nhìn nhận cuộc sống này chúng ta đang sống ở đây phải có trách nhiệm hòa quyện với nhau, không những cho một dân tộc mà còn cho một góp phần trên thế giới, để không xảy ra chiến tranh và gìn giữ hòa bình cho nhân loại. Đó là trách nhiệm của người tu. Thì đôi khi cái nói đó này lại sinh ra ảnh hưởng về cái mặt xã hội giống như chính trị thì không nên, người tu không nên làm vậy. Dạ, con cảm ơn thầy. Thì tiếp tục con có một câu hỏi nữa, thì xin phép thầy có một câu hỏi như sau là: thưa thầy, hiện giờ có rất nhiều hộ pháp trong nhiều ngày qua đi theo nhà sư Minh Tuệ để hộ pháp và làm đủ những cái việc, chẳng hạn như là xô đẩy Phật tử rồi đánh nhau, rồi nói chung là gây rất là nhiều an ninh. Thì con muốn hỏi thầy là có phải như vậy, là nếu mà tính theo thời Đức Phật, có phải những người này có phải thuộc trong cái nhóm mà giống như Đức Phật nói là khi mà một người tu hành chân chánh có ma vương theo phá, cái điều đó không biết có đúng hay không, mà thật lại là bây giờ những cái người hồi hộ pháp này đang gây rất mất an ninh cho cái việc chính là trên hành trình đi của sư. Dạ, xin thầy chia sẻ. Dạ, như thế này, ngoài cái chuyện Phật hay chuyện cuộc sống của đời thường, khi con người chúng ta nó có hai mặt, hễ có cái tốt ấy, thì tự nhiên có thành phần xấu nó chen vào, đó là đương nhiên. Hàng hóa mà coi như gọi là hàng xịn ấy, thì theo như thầy cảm nhận đó mà, thì nó cũng có hàng hóa trà trộn giả. Do vậy đó thì chúng ta phải nói rõ ngay cái quan điểm với chỗ mà những vị nói là hộ pháp cho thầy Minh Tuệ đó mà, thì cần nên nghiên cứu lại. Nhân đây tôi xin gửi đôi điều đến với quý vị hộ pháp, là một người con học Phật, đem cái lòng nhân từ, nhân ái, tình thương, bao dung là quan trọng nhất. Điều sư Minh Tuệ đi là để đem cái sự hành trì của mình nói lên cái sự của Phật ngày xưa là như vậy. Vậy thì chúng ta đang hành cái sự của Phật mà lại xô đẩy rồi hơn thua rồi ấu la như vậy đó, thì mất đi cái hình ảnh đẹp của người học Phật. Đó. Vậy thì những cái sự hộ pháp, các vị nên nhớ rằng xã hội nếu mà làm trở thành bảo vệ thì cũng phải học qua cái điều lệ của người bảo vệ, học những cái quy tắc, quy cách của người bảo vệ. Vậy thì hộ pháp thì ít ra ta cũng phải hiểu được ít nhiều về Phật pháp, để chúng ta mới gọi là hộ trì chánh pháp và hộ trì Phật pháp. Còn như vậy các vị hộ ở cách nào mà làm như vậy thì nó lại ảnh hưởng cho vấn đề về cái lời Phật dạy thì rất là buồn. Cái thứ hai nữa, về tạo nên một cái sự ấp súc nóng cho cái mặt xã hội bất ổn thì không nên. Mong rằng quý vị quan hỷ, nếu thương sư Minh Tuệ cũng như chúng ta quý trọng một đất nước chúng ta đang độc lập được tự do, sự tu hành đi từ Nam tới Bắc, từ Bắc tới Nam tự do, ưng ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ nghĩa địa, nghĩa trang, ngủ đình, ngủ làng, ngủ gì đó vân vân, đều được bình ổn, được sự bảo vệ của xã hội, nhà nước vân vân, thì đây là cái tri ân mà người tu chúng ta phải nhớ, nên không làm gì bất ổn cho xã hội.
Vì người tu trên vai gánh bốn tứ trọng ân mà. Ân thầy tổ, ân cha mẹ, ân quốc dương thủy thổ, ân vận lộ chúng sinh, ân đằng na tinh thí. Thế thì nếu chúng ta làm bất ổn về mặt xã hội thì chúng ta đã trở thành là bất nghĩa và bất nhân với cái người mà mình thọ ân. Hay Di Đà Phật. Vì vậy tóm lại cái người hộ pháp cần phải thấy rõ mình, nếu hộ đạo thì phải tư duy và học theo những gì Phật dạy để biết mà chúng ta hộ đạo cho nó đúng. Về hộ về cái sư minh tệ thì góp phần với sư minh tệ làm cái đẹp của lời Phật dạy nói ra, để cho cái hình ảnh đó nó tốt đẹp trong lòng của mọi người, thì đó mới là hộ đạo hoặc hộ thầy minh tệ. Còn nếu chúng ta trở thành cái chỗ mà ồn ào rồi ẩu đả rồi hơn thua rồi đây là phạm vi của tôi chứ không phải của anh, không được vào thí dụ vậy, thì cũng cần xem lại. Dạ con cảm ơn thầy.